trên kênh Cuộc Sống Hai Chị Em. Các bạn ơi, tiếp tục series món ăn hàng ngày. Hôm nay chị em mình đi chợ các bạn. Cá chai này thì quá tươi, gặp cá bống thì lại còn quá tươi hơn nữa các bạn. Cho nên là mình mua hai loại cá về. Cá chai mình sẽ nấu canh chua và cá bống mình sẽ kho tiêu nha các bạn. Cá mình mua ngoài chợ về, bây giờ trước tiên thì mình sẽ đi làm con cá chai và cá bống nha các bạn. Cá chai và cá bống mình đã đánh vậy, rửa nước muối sạch sẽ rồi nha các bạn. Mình cho cá bống vào nồi đất. Mình ướp gia vị vào cá bống nha các bạn. Mình cho một ít muối nè, một thìa rưỡi nước mắm. Một ít đường cát trắng. Một thìa rưỡi bột nêm. Cái này mình dùng thìa cà phê nha các bạn nhé. Nửa thìa nước màu. Thìa lưng dầu ăn. Ít tiêu. Mình cho nửa trái ớt, tỏi, hành. Cái phần này mình cũng cho một nửa thôi nha các bạn. Cho hai trái ớt để nguyên trái luôn các bạn. Để khi nào mình kho chín, ai thích ăn thì mình dầm ra cho cay. Mình sẽ trộn đều gia vị cho thấm vào cá bống nha các bạn nhé. Như vậy khi mà mình kho cá bống nó rất là chắc và thơm thịt lắm các bạn ạ. Mình rắc một ít hành lá nha các bạn. Chị em mình thích kho cá bống nó cay, nó thơm ấy các bạn. Thì mình sẽ cho nửa thìa ớt bột khô nha các bạn nhé. Cái này là chị em mình cho thêm đấy các bạn ạ. Các bạn thấy khi mà mình ướp cá bống vô các bạn, chưa kho mà nó đã thấm, nó thơm thì cá bống thì nó chắc nữa các bạn ạ. Cái phần cá chai ấy, trước khi mình nấu chua ấy, thì mình cũng cho một ít bột nêm vào để mình ướp sơ qua phần con cá các bạn, cho thấm gia vị và nó thơm hơn nữa các bạn. Muối. Và mình trộn đều phần cá chai lên. Bây giờ mình mời các bạn vào bếp cùng với mình để nấu món ăn ngày hôm nay nhé. Cá bống sau khi mình ướp rồi các bạn, thì bây giờ mình bắt lên bếp, lượng lửa vừa để mình kho cá bống luôn nha các bạn nhé. Mình kho cá bống mình không có cho nước lọc nha các bạn. Cái này là nước mắm, nước gia vị nó ra các bạn ạ. Cá bống mình sôi lên rồi nha các bạn, thơm lắm. Đảo đảo nhẹ cái phần cá bống đó các bạn, cho thấm hết gia vị vào cá bống nó ngon các bạn. Mình cho thêm một ít nước màu nữa nha các bạn. Mà mình cho có nửa thìa, nó màu nó chưa có lên đẹp lắm. Mình cho thêm một tí. Mình cứ để cá bống ở đây với lượng lửa nhỏ kho riu cho nó cạn cái phần nước kho luôn nha các bạn. Bống mình kho như vậy là được rồi nha các bạn. Mình sẽ tắt bếp và rắc tí tiêu lên. Bây giờ mình sẽ nấu canh chua nha các bạn. Mình cho hành, tỏi, sả và mình phi. Mình cho cà chua vào khóm vào mình phi luôn nha các bạn. Cho nước vào. Cho cá chai vào luôn. Cho hai trái ớt vào. Cái phần me này mình lấy nước sôi các bạn. Mình ngâm để mình dầm cái chất chua ra cho vào. Bây giờ mình sẽ nêm nếm gia vị vào nồi canh chua nha các bạn. Một thìa rưỡi bột nêm. Một ít muối, một thìa nước mắm, canh chua sôi lên mình hớt bọt đi nha các bạn. Nồi canh chua ngon quá các bạn ơi. Cùng thì mình sẽ cho đậu bắp, bạc hà và giá vào nha các bạn. Bây giờ mình chờ cái nồi canh chua sôi lên là mình tắt bếp và mình cho ngò ôm, ngò gai vào nha các bạn. Nồi canh chua mình được rồi nha các bạn. Mình cho ngò ôm, ngò gai. Sẽ trang trí ra một cái tô canh chua tuyệt vời.
để mời các bạn thưởng thức qua màn ảnh nhỏ cùng với mình. Mình đã nấu xong cái mâm cơm rồi nha các bạn. Canh chua cá chai, cá bống kho tiêu. Bây giờ mình mời các bạn thưởng thức cùng với mình qua màn ảnh nhỏ bữa ăn ngày hôm nay nhé. Mình mời các bạn miếng nước đá. Mình sẽ thử em cá bống kho tiêu các bạn nhìn. Màu sắc thì vàng tươi. Mà cá bống thì ngon, thơm lắm các bạn ạ. Mà nó chắc nha các bạn, cứng nè các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn với cơm. Cái này mà cô quên sáng, quên mua thêm mấy trái dưa leo nữa các bạn ạ. Ăn là y bài cái món cá cơm, cá bống kho tiêu này các bạn. Cá bống ăn ngon quá các bạn ơi. Thơm thịt, mùi tiêu nữa các bạn. Các bạn nào mà nhìn thấy cái nồi cá bống kho tiêu của mình nữa các bạn, phải gọi là mờ lem luôn đấy các bạn ơi. Ngày hôm nay mình kể các bạn nghe, nấu xong bữa cơm hết rồi, chuẩn bị sẵn sàng hết rồi các bạn. Ra bới cái chén cơm thì mở cái nồi cơm điện lên thì cơm chưa sôi nữa các bạn. Mình cứ tưởng là mình quên bấm cái nút đấy các bạn. Thì ra là cái nồi cơm điện của mình nó bị hư rồi. Hay là mình có một cái nồi cơm điện của mẹ mình cho sơ cua mình mới nấu. Đợi mãi 7-7-4-9 ngày với cơm mới được chín này các bạn ơi. Mừng quá mừng. Và đến nồi tô canh chua thì nó nguội luôn rồi. Nhưng mà vẫn ngon nha các bạn. Thử em ớt các bạn. Nó cũng giảm bớt lượng cay. Cá bống ngon thơm các bạn ạ. Kho vào nồi đất nữa. Cái mâm cơm này đúng cạnh của Việt Nam không các bạn, quê hương Việt Nam không các bạn. Cá bống kho tiêu, tô canh chua nữa các bạn, còn gì là bằng đâu các bạn ha. Cá bống vừa ăn lắm các bạn ơi, ngon lắm. The the của mùi tiêu nữa các bạn, gấp 2-3 con vào ăn nó bà đã các bạn ơi. Cá bống mà ăn với cơm trắng vậy nó mới ngon này các bạn. Giờ ăn tới cái phần canh chua các bạn. Cá chai. Quyết vào cái chén mắm ớt nó mới ngon. Thịt cá chắc không các bạn? Chắc địch. Mời các bạn nhé. Ngon quá Hương ơi. Ngon quá các bạn ơi. Cái thịt cá mà nó tươi các bạn, chắc địch rồi. Chén canh chua này các bạn, quá hấp dẫn các bạn. Chén ít nước mắm ớt vô.
ăn như vậy nó mới đẻ các bạn. Đẻ lắm, canh chua thì rất là ngon luôn. Chúng miếng ớt nó the mà nó cay vậy mới ngon. Cay như vậy the ngon. Nhưng mà tại cái chén mắm ớt của mình đó các bạn, mình cắt ớt nhiều cay vêu mọ luôn các bạn ơi. Video này dành cho những bạn ăn cay được các bạn nhé. Nhưng mà cái nồi canh chua mình nấu là không có cay nha các bạn. Ớt mình không có cho ớt vào, mà ớt mình cho để hai trái nguyên, chỉ có chén nước mắm của mình thôi các bạn ơi. Do chén nước mắm là chị gái của mình, cái phần ớt ấy là sắt nó nhuyễn ra rồi nên ăn chỉ cần trúng vào là cay thôi, gặp ớt cay nữa. Quá ngon. Chấm vào là các bạn đó, các bạn thấy mình chấm không? Lăn qua nước mắm này, ớt dính vào luôn các bạn. Đấy. Mà thịt con cá tra nó chắc nhỉ. Quá ngon luôn, quá tươi mà chắc. Ngọt thịt. Ăn mà nước mũi mà chảy cả nước mũi ra luôn các bạn ơi. Chị gái mình suýt xòe với cái sự cay rồi, chắc lát nữa mình ăn cái chén nước mắm đấy mình cũng phải la lè luôn các bạn. Khóm này các bạn. Canh chua mình cho mấy cái tép xả đập dập vào á, mình tao lên ngon lắm các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy cái tô canh chua của mình rất là tuyệt vời, không có dầu mỡ nhiều nha các bạn, vừa vừa thôi các bạn. Phần xả tao nó lên, nó đánh bay cái mùi tanh của cá nhỉ, thơm ngon, cộng thêm hành tỏi cũng phi lên cùng với xả thơm ngon lắm. Tô canh chua phải gọi là chất lượng. Đây mới là gọi là chuẩn là cơm nhà các bạn ơi. Giá này các bạn, rồi đậu bắp, bạc hà, vầy khóm. Ngon, khóm nữa, cà chua. Cái nước canh chua nó chua thanh à, ngon lắm. Miếng cái đậu bắp các bạn, quá tuyệt vời. Mình đi làm về các bạn, đói bụng, về nhà tắm rửa xong được cái mâm cơm này, cá bống kho tiêu, tô canh chua này, còn gì bằng các bạn nhỉ. Ăn vô tắm xong khỏe khoắn, ăn bữa cơm vào người khỏe lại, lấy lại tinh thần liền các bạn ơi. Thêm tí nước canh chua các bạn. Mình mời các bạn miếng nước đá nhé. Các bạn ơi, mình đã thưởng thức xong một cái mâm cơm ngày hôm nay mình nấu rồi nha các bạn. Đó là cá bống kho tiêu này,
canh chua cá chai này các bạn, ăn rất là ngon luôn đó các bạn, và khỏe người nữa các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip ngày hôm nay của chị em mình chia sẻ đến cho các bạn những cái món ăn hàng ngày đơn giản trong gia đình nha các bạn. Nếu các bạn có yêu thích clip ngày hôm nay á thì cho chị em mình một like. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mến chúc cho các bạn được nhiều sức khỏe và thành công nhiều hơn trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Bye bye.